lá mua phối hợp với lá mẻ đất, mỗi vị 20g, sao vàng, sắc uống, chữa ứ huyết sau khi đẻ. Để chữa vàng da, cây mua được dùng trong các bài thuốc sau. À, lá mua sao vàng, lá thay lai tía, lá cối xay, lá khổ sâm, rau má, mỗi thứ 20g, sắc đặc, uống làm 2 lần trước bữa ăn. Mua Tên khác, mua bà, dã mua đơn, co nát cắm, thái, bạch niêm, mạnh nát tay, kiền ông điển dao, dao họ mua. Bộ phận dùng. Lá thu hái quanh năm dùng tươi hay phơi khô, còn dùng rễ và quả. Tác dụng dược lý. Lá, quả và rễ mua đều có tác dụng gây săn xe. Tính vị công năng. Mua có vị chát, chua, tính bình, có tác dụng hóa trễ, tiêu tích, thu sáp, chỉ huyết, chỉ lị. Lá mua chữa viêm ruột, tiêu hóa kém, đại tiện thất thường đi ngoài ra máu, viêm gan, đau tức vùng hạ sườn phải, liều dùng hàng ngày từ 8 đến 16g dưới dạng thuốc sắc. Có thể phối hợp với các vị thuốc khác như chỉ xác, mộc thông, hạt muông sao, nghiêu tất, mỗi vị 12g, lá mua 20g sắc với 200ml nước còn 50ml uống trong ngày, còn trước kinh nguyệt không đều. Lá mua phối hợp với lá mẻ đất, mỗi vị 20g, sao vàng sắc uống chữa ứ huyết sau khi đẻ, để chữa vàng da, cây mua được dùng trong các bài thuốc sau a. lá mua sao vàng, lá thài lai tía, lá cối xay, lá khổ sâm, rau má, mỗi thứ 20g, sắc đặc, uống làm 2 lần trước bữa ăn. b. lá mua 20g, nhân trần 20g, chè văng 12g, chi tử 12g, vỏ núp nát 12g, vỏ dại 12g, lá bồ cu vẽ 12g, rau má 12g, thanh bì 8g, sắc nước uống hoặc cô đặc thêm đường làm si rô uống. c dễ mua phối hợp với lá trái mỏ, quạ, mỗi thứ 12 gram, sắc uống là một lần. Kinh nghiệm nhân dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Dùng ngoài, lá mù tươi giã nát với lá cả, trộn với nước vo gạo đặc. Gói bằng vải sạch, hơi nóng, đắp chữa đinh dầu mụn nhọt, vết thương bầm tím. Ở Trung Quốc, quả mua 15 gram, sao cháy, sắc nước uống chữa tử cung xuất huyết, dễ mua chữa lị trực trùng, viêm tuyến vú, viêm khớp thấp, kinh nguyệt không đều. Ở Đài Loan, và lá mua được dùng làm thuốc hạ sốt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu video này hữu ích, hãy like và chia sẻ nó lên Facebook, Zalo cho nhiều người cùng biết. Để tiếp tục xem, các bạn hãy chọn một trong những video đang đề xuất trên màn hình hoặc đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận thêm nhiều video hữu ích khác.